Vâng ạ, đây là một cái những cái ứng dụng của siêu âm của chúng ta trong cái cuộc sống, thì đâu đó có siêu âm tim 2D, siêu âm TM, xong rồi bắt đầu đến Doppler, xong rồi đến các cái biện pháp khác. Siêu âm tim stress chúng ta đã bàn đến rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bàn đến cái siêu âm contrast. Đây là các cái đóng góp của siêu âm tim, đây là những hạn chế của siêu âm tim. Và siêu âm tim contrast đã được đưa vào từ khá lâu, và trước tiên là người ta để xác định các cái shunt, và gần đây có những biện có các cái ứng dụng mà chúng ta phải tiêm vào trong tim cho người bệnh, ví dụ như là vào thất trái hoặc vào động mạch vành. Vào động mạch vành thì chúng ta có thể tưởng tượng là một cái trường hợp mà có bệnh cơ tim phì đại, ở ngay ở đây chúng tôi cũng đã làm, mà khi mà muốn biết được cái tiêm cái chúng ta muốn ablate cái động mạch vành mà ở cái vùng bệnh cơ tim phì đại, thì chúng ta có thể tiêm cái chất cản âm vào cái động mạch vành đó, xác định vị trí của động mạch vành đó, và sau đó dùng cồn để đốt. Thế nhưng các cái biện pháp này đều có những cái ứng dụng và cũng có những cái hạn chế nhất định. Đây là một cái ví dụ của một cái siêu âm tim cản âm. Chúng ta tiêm chất cản âm vào trong tĩnh mạch nền của cánh tay, và cái chất cản âm đó nó đi vào trong đây. Chất cản âm nó đi vào trong cái buồng tim ở bên phải, vào trong nhĩ phải, sau đó nó xuống dưới thất phải. Và chúng ta thấy rằng là ở một cái thời điểm nào đó, cái bọt cản âm đó nó đi từ bên các cái buồng tim bên phải, nó đi đi sang bên trái. Đó là cái hình ảnh của một cái cản âm mà bằng các cái chất tự tạo. Là những chất cản âm là những dung dịch có đặc tính làm tăng phản hồi sóng siêu âm. Bởi vì cái các cái chất cản âm nó tạo ra các cái bọt mà chúng ta biết rằng là siêu âm không đi qua được các cái không khí. Và do đó cho nên chúng ta gọi các cái bọt đó là những bọt khí li ti rất là nhỏ và siêu âm không đi qua được, cho nên là cái vùng mà có các cái chất cản âm, có các cái bọt khí đó, thì cái hình ảnh của cái siêu âm nó lóa sáng lên. Và vì vậy cho nên là nó giúp cho chúng ta đánh giá được các cái cấu trúc tim, đánh giá được các dòng chảy, đánh giá tưới máu cơ tim bằng các cái biện pháp mà ngày xưa và ngay cả bây giờ cũng hay dùng những cái chất cản âm tự tạo. Và ở các cái trung tâm hay hiện nay là dùng các cái chất cản âm sản xuất sẵn. Chất cản âm tự tạo là những cái dung dịch chúng ta tiêm truyền hàng ngày thôi, natri chlorua, glucose, dextrose, hoặc là đẳng chương hoặc là ưu chương. Chúng tôi cũng đã thử dùng các cái dung dịch ưu chương, nó tạo bọt rất là tốt, thế nhưng mà nó khá là dính, vì vậy cho nên là lúc quá trình làm nó cũng khó khăn. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cái dung dịch này đẳng chương để tạo bọt cho khi siêu âm cản âm. Đây là sơ đồ khi mà chúng ta làm dùng các cái hai cái sơ-ranh này với lại một cái chạc ba, và chúng ta sẽ trao từ bên sơ-ranh này sang bên sơ-ranh này qua cái chạc ba này, và chúng ta sẽ tạo bọt ở đây, và sau đó chúng ta đi tiêm vào trong cái tĩnh mạch nền, nó sẽ đi vào trong nhĩ phải, sau đó nó đi xuống dưới thất phải, rồi nó đi lên trên phổi, rồi nó đi vào trong các buồng
và nó đại đa số đây là các cái bọt, vi bọt, vì vậy cho nên là nó sẽ hấp thụ bởi các cái phế nang và nó không đi sang các cái buồng tim bên trái. Có một số những trường hợp mà rất là nhỏ mà khi mà làm các cái chất cản âm tự tạo ấy, thì nó sẽ đi sang bên trái. Còn các cái chất cản âm mà chúng ta các cái chất cản âm mà sản xuất sẵn thì nó sẽ đi sang bên trái qua cái hàng rào của các cái mao mạch phổi. Còn nếu mà chúng ta dùng các cái chất cản âm tự tạo thì nó sẽ không đi sang được mà nó chỉ ở bên phải, sau đó nó đi lên trên phổi và nó sẽ được hấp thụ bởi các cái phế nang. Đây là cái sơ ranh mà chúng ta dùng để tạo cái chất cản âm và thông qua một cái trạc bang. Đây là cái quá trình mà bạn điều dưỡng đang tạo chất cản âm tự tạo, dùng lấy một ít dịch vào trong một sơ ranh, sau đó hút một ít máu vào trong một cái sơ ranh khác và lấy khoảng 0.5 ml không khí và trao sang hai bên, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái dung dịch đó nó có cái màu hồng trắng và đó là cái bọt cản âm mà chúng ta sẽ tiêm vào trong tĩnh mạch. Vâng ạ, trong làm thì rất là đơn giản, nhưng mà chúng tôi cũng đã có không ít lần được các bạn này, bởi vì bác sĩ làm siêu âm ngồi ở đây và các bạn ấy tiêm một cái thì là cái sơ ranh nó bật ra và tất cả vào quần áo và vào mặt bác sĩ. Những lần đầu tiên bao giờ cũng như vậy, nhưng mà với thời gian các bạn ấy cũng sẽ quen để mà làm. Các cái ứng dụng chủ yếu của siêu âm tim là các cái bệnh tim bẩm sinh, tìm shân giữa các buồng tim, giữa các mạch máu, giúp xác định được các cái cấu trúc tim, đánh giá vận động của các thành tim, nhất là khi siêu âm 2DM. Chúng ta biết là khi mà làm siêu âm thì cái hình ảnh có thể những bệnh nhân mà tâm phế mạng, những bệnh nhân béo thì cái hệ hình ảnh siêu âm mờ, cho nên là khi mà chúng ta tiêm cái bọt cản âm vào như là cái hình đầu tiên chúng ta đã xem thì thấy rằng là cái hình dáng của cái quả tim nó rõ hơn, cái hình dáng của cái buồng tim nó cũng rõ hơn, và chúng ta nhìn thấy sự vận động của các cái thành tim tốt hơn. Và nếu mà dùng các cái chất cản âm mà có tạo bọt siêu nhỏ mà được sản xuất thì các cái chất cản âm đó nó có thể đi vào trong các cái mạch vành, nó đi vào nó tạo ra cản âm kể cả cơ tim, và chúng ta có thể đánh giá được cái tưới máu cơ tim, giúp thăm dò các khoang màng tim, chọc dịch màng ngoài tim. Khi mà chúng ta tạo chất cản âm, chúng ta chắc là các bạn đều ai cũng có những lần chọc dịch màng ngoài tim, không biết là cái kim, không biết là cái catheter của mình bây giờ đang nằm ở đâu, các bạn hoàn toàn có thể làm ra một tí bọt các bạn tiêm vào, các bạn sẽ thấy rằng là liệu các cái bọt đó nó có nằm ở trong trong khoang màng tim hay không. Và tiếp theo là đây là các cái bọt nó cản cái sóng siêu âm, vì vậy cho nên là ở những bệnh nhân mà các cái tín hiệu Doppler nó yếu, cái phổ Doppler nó xấu, chúng ta tiêm bọt cản âm vào thì nó sẽ làm tăng cái, nó như là làm tăng cái amplify cái tín hiệu của Doppler và giúp cho chúng ta đánh giá được tốt hơn. Đặc biệt là trong những trường hợp ví dụ như là muốn đánh giá áp lực động mạch phổi, tiêm vào một cái thì cái đánh giá áp lực động mạch phổi chúng ta dựa vào hở van ba lá nó yếu, nó nhỏ, tiêm vào thì nó sẽ làm tăng cái tín hiệu của cái dòng hở van ba lá, đánh giá được áp lực động mạch phổi tốt hơn. Ở đây là một cái ví dụ chúng tôi đã làm. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở đây là cách đây 2006, gần 25 năm, ở một bệnh nhân chúng ta thấy rằng là các cái buồng tim bên phải giãn rất là to, và các buồng tim bên trái thì nhỏ, và khi mà tiêm cái bọt cản âm vào tay thì nó đi vào, nó làm lóa hết tất cả các cái
buồng tim bên phải, và chúng ta thấy rằng ở đây là có một cái khuyết ở đây, nó là dấu hiệu rửa bọt cả nâm, washing echo, washing echo, tức là do cái máu từ bên nhĩ trái đẩy qua cái lỗ thông liên nhĩ, cho nên là mà bên này không có bọt, cho nên là cái vùng này là cái vùng rửa bọt cả nâm. Đấy là một cái dấu hiệu của thông liên nhĩ. Những cái ngày đầu tiên làm siêu âm tim không có kinh nghiệm, rồi máy siêu âm thì không tốt lắm. Cái thời đó máy siêu âm, cái công nghệ đầu dò, công nghệ xử lý hình ảnh nó không tốt, cho nên là những cái này là hết sức quan trọng. Và nó cũng là những cái đóng góp cho chúng tôi ở trong những ngày đầu tiên. Thế và chúng ta thấy có một lúc nào đó có những cái bọt cả nâm nó đi sang bên này. Ví dụ như ở trường hợp này, chúng ta thấy rằng là bọt cả nâm ở đây và nó đi sang qua cái lỗ thông liên nhĩ để nó đi sang bên trái, chứng tỏ là có một cái sân giữa tầng nhĩ. Hoặc là trên siêu âm qua thực quản, đây cũng hình ảnh biết làm cũng lâu lắm rồi, nghi ngờ có cái lỗ thông liên nhĩ ở đây, và chúng tôi thử làm cái siêu âm cả nâm thì thấy rằng là có cái hình ảnh đây là bên nhĩ phải, đây là nhĩ trái, đây là cái lỗ thông liên nhĩ, và có cái hình ảnh washing echo khá là rõ. Cũng một bệnh nhân cũng đâu đó cái thời đó khám thì chẳng thấy có vấn đề gì đặc biệt cả, các cái buồng tim rất là đẹp, mà nghi ngờ mà bệnh nhân này có cái đo thì thấy tăng áp lực động mạch phổi, và chúng tôi tiêm bọt cả nâm vào cho bệnh nhân thì chúng tôi thấy rằng là bọt cả nâm đây là lúc bình thường đây, thất phải, nhĩ phải. Thất trái, nhĩ trái, và khi tiêm bọt cả nâm vào thì các cái buồng tim bên phải lóa lên, và sau đó thì thấy rằng là đâu đó ở cái vùng này bọt cả nâm trào sang bên trái. Và chẩn đoán ở đây là gì ạ? Sân ở tầng nào? Sân ở tầng thất, đúng không? Bởi vì là ở đây từ bên phải trào sang bên trái, nhĩ trái thì không có gì, nhưng ở dưới thất trái thì đầy bọt cả nâm, chứng tỏ bệnh nhân là có khi tăng áp lực ở, có thông liên thất, có tăng áp lực ở các buồng tim bên phải, và nó đẩy bọt cả nâm sang bên này. Đấy cũng là một cái dấu hiệu rất là đặc biệt, và đấy là một cái mà rất là dễ giải thích nếu mà ở một bệnh nhân không phải lớn tuổi nhé, sinh năm 1983 này, mà năm đấy là năm 96, là mới 13 tuổi, mà chúng ta thấy rằng là thông liên thất mà nó đảo cái buồng luồng thân sân như thế này, thì chắc chắn là cái điều trị cho bệnh nhân là hết sức khó khăn, hết sức phải cân nhắc, bởi vì là áp lực động mạch phổi đã rất là cao. Một cái trường hợp nữa cũng đâu năm 2001, khi mà làm siêu âm thì khi mà tiêm bọt cả nâm vào bên tay, chúng ta tưởng tượng là bọt cả nâm sẽ vào đâu ạ? Nhĩ phải, xong rồi thất phải, xong rồi lên động mạch phổi, đúng không? Thế còn ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây là cái động mạch chủ lên này, đây là thân cánh tay đầu này, động mạch cảnh trái, cảnh trái, động mạch dưới đòn trái này, thì chúng ta thấy rằng là bọt cả nâm đâu đó nó từ cái vùng này rồi nó từ đây nó đẩy vào động mạch chủ, và bọt cả nâm bị đẩy vào động mạch chủ, và chúng tôi nhận định rằng ở đây có cái ống động mạch, và ống động mạch đó đảo chiều sân, đã từ bên phải sang bên trái, và nó đẩy cả nâm sang động mạch chủ. Đây là cái hình tĩnh. Vâng, tôi xin lỗi. Alo? Chú đang giảng ở...
Vâng, đây cũng là một cái trường hợp siêu âm cảm âm, chúng ta thấy rằng là bọt cảm âm đi từ cái vùng này đi sang đây ở cái tầng nhĩ. Và ở đây là những cái chỉ định của siêu âm cảm âm mà chúng ta đã vừa nói, cardiac shunt ở những cái shunt ở ngoài tim, các cái lỗ foramen ovale, lỗ bầu dục thấm, đánh giá các cái cấu trúc tim và đánh giá cái hở van ba lá như là chúng ta đã bàn, để đánh giá cái phổ của Doppler, thế rồi đánh giá những cái bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Khi bàn đến các cái chất cảm âm thì, mà đặc biệt là bàn đến các cái chất cảm âm tự tạo, thì chúng ta thấy rằng là nó phải là các cái chất không gây độc, có thể tiêm, thường là để tiêm tĩnh mạch, bolus hoặc là truyền ổn định khi đi qua tim và phổi. Đây là các cái chất cảm âm mà hiện nay đang được sản xuất và sử dụng ở các nước. Chúng ta hiện nay chưa có, chúng tôi mới sử dụng khoảng 2-3 bệnh nhân, bởi vì là mỗi cái lọ bọt cảm âm đó khá là đắt, khoảng 150 đô, cho nên là chưa đưa vào ứng dụng được ở Việt Nam. Nó tồn tại lâu trong máu hoặc được phân bố trong các cơ quan, và đặc biệt là kích thước nó phải nhỏ. Khi mà hiện nay dùng các cái chất đó thì nó làm rõ cái viền của nội mạc, tăng cái tín hiệu của Doppler và tưới máu của cơ tim, tăng cái độ nhạy, tăng cái độ tin cậy của chẩn đoán, tăng độ chính xác và tăng cái ứng dụng của siêu âm trên lâm sàng. Ở đây chúng ta thấy một cái ví dụ là khi mà một cái bệnh nhân hình ảnh rất là xấu như thế này, thế và khi mà chúng ta tiêm cái bọt cảm âm vào, đây là bọt cảm âm công nghiệp, bọt cảm âm sản xuất với lại cái tính chất mà chúng ta đã vừa nói ở trên, thì bọt cảm âm đi vào các buồng tim bên phải, sau đó đi lên trên phổi, rồi đi sang các cái buồng tim trái, khác hẳn với lại cái trường hợp mà chúng ta dùng cái bọt cảm âm tự tạo bằng máu hay không khí. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là đánh giá một quả tim này rất là khó, hình rất là mờ, chỉ thấy mang máng đâu ở đây là cái vách liên thất, mang máng đâu đây là cái thất trái, mang máng đây là cái thất phải, mang máng đây là hai cái tâm nhĩ. Nhưng mà khi tiêm bọt cảm âm vào thì chúng ta thấy rằng là cái buồng thất phải đã nhìn rõ hơn, đặc biệt là cái vách liên thất nhìn khá là rõ, và cái buồng thất trái nhìn rõ hơn nữa, và chúng ta đánh giá được. Và khi mà đánh giá cái sức co bóp, đặc biệt là đánh giá cái sức co bóp của quả tim, cái này nó giúp cho chúng ta khá là nhiều. Đây là các cái nhóm chất cảm âm mà hiện nay đang được sản xuất. Đây là dùng bọt không khí, ví dụ như Andunek Levovis là cái thế hệ 1 cảm âm tốt các buồng tim trái, nhưng mà nó chỉ tồn tại tương đối là ngắn, bởi vì cái kích thước của nó khá là to. Các bọt mà khí ít tan như Optison Definity thì là cái thế hệ 2, và nó có cái tác dụng nó lâu dài hơn, và bây giờ đã có những nghi bọt cảm âm thế hệ thứ 3 có thể giúp cho chúng ta kiểm soát được tốt hơn, và nó đánh giá tốt hơn. Đây là các cái kích thước của các cái vi bọt. Chúng ta biết rằng là hồng cầu thì kích thước là như thế này, các cái vi bọt nhỏ hơn, vi bọt mà vi bọt công nghiệp, vi bọt sản xuất đấy, cho nên là nó không đi qua được cái nó đi qua rất là tốt các cái hàng rào của các cái mao mạch phổi, nó đi từ bên phải sang bên trái và giúp cho chúng ta đánh giá các cái cấu trúc ở bên trái. Còn cái bọt cảm âm mà chúng ta tự tạo đấy rất ít đi qua bên trái, hầu như không đi qua bên trái và nó chỉ ở bên phải thôi. Cho nên nếu mà chúng ta muốn đánh giá một cái gì đó, các cấu trúc tim ở bên trái chúng ta không thể dùng được, mà phải dùng các cái bọt cảm âm này. Đây là các cái tính chất của các cái bọt cảm âm.
Đây là tên của các cái chất cản âm mà hiện nay ở trên trên thị trường. Đây là tên của các cái chất đó. Và khi mà chúng ta làm cản âm, chúng ta thấy rằng là đây là lúc bình thường, và khi mà chúng ta dùng cái siêu âm harmonic ở trên máy siêu âm, nó có một cái chức năng là chức năng harmonic để nó làm tăng cái độ nhạy, tăng cái độ phân giải của cái siêu âm. Thế và khi mà chúng ta dùng chất cản âm thì nó sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được tốt hơn đây là không có cản âm và đây là có cản âm dùng Leibovitz. Khi chúng ta làm cản âm thất trái thì thường là làm ở những bệnh nhân có cửa sổ siêu âm kém, để đánh giá chức năng thất trái, xác định các khối choán chỗ, ví dụ như là huyết khối, ví dụ như là khối u, đánh giá vận động các vùng thành thất trái khi nghỉ và trong cái quá trình siêu âm stress với lại gắng sức và với thuốc. Ở đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh khá là rõ và nó giúp cho chúng ta đánh giá đây là không cản âm và đây là có cản âm, giúp cho chúng ta đánh giá ở cái nhát cắt 4 buồng tim và ở nhát cắt 2 buồng tim thì đánh giá các cái thành tim và đánh giá cái kích thước của các buồng tim rất là rõ rệt. Ở một bệnh nhân nữa chúng ta cũng thấy rằng là đây là cái thất trái và đây là khi mà chúng ta tiêm bọt cản âm vào thì chúng ta thấy cái border, cái nội mạc của cái thất trái nó được hiện rõ hơn và chúng ta đo đạc nó dễ hơn nhiều, đặc biệt là khi mà muốn đo đạc để đánh giá cái Simpson, đánh giá cái thể tích của thất trái, giúp cho chúng ta đánh giá vận động vùng tốt hơn ở các cái nhát cắt khác nhau, 4 buồng tim, 2 buồng tim, 3 buồng tim và trục ngang, với lại siêu âm không cản âm và siêu âm có cản âm. Nó giúp cho chúng ta cải thiện các cái tín hiệu Doppler ở trong đánh giá các cái bệnh van tim và đánh giá, đặc biệt là đánh giá chức năng tâm trương. Chúng ta biết là chức năng tâm trương ngoài cái dòng chảy qua van hai lá, chúng ta còn dựa vào cái dòng chảy qua tĩnh mạch phổi, nó đổ vào trong nhĩ trái. Đây là dòng chảy tâm trương mà của dòng chảy của tĩnh mạch phổi, từ tĩnh mạch phổi đổ vào nhĩ trái, không có siêu âm cản âm và có siêu âm cản âm nó rõ lên rất là nhiều, giúp cho chúng ta đánh giá được cái chức năng tâm trương tốt hơn. Nó giúp cho chúng ta đánh giá được kể cả tưới máu của cơ tim, khi mà chúng ta bơm các cái bọt cản âm đó vào thì nó đi vào động mạch vành, nó đi vào khí cơ tim và nó giúp cho chúng ta đánh giá. Ví dụ như ở trong trường hợp này là ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là những cái vùng này là những vùng mà bọt cản âm, đây là bọt cản âm đi vào, đây là những vùng mà khuyết bọt cản âm và nó là hình ảnh của cái tưới máu kém ở các cái vùng này, đặc biệt là ở vùng gần mỏm và ở bên trái. Và tương đương khi mà làm cái scintigraphy, làm cái đánh giá bằng phóng xạ của cơ tim, chúng ta thấy rằng là nó tương đương với lại cái hình ảnh mà làm siêu âm cản âm. Siêu âm cản âm dùng siêu âm 3D cũng là một cái đóng góp khá là tốt. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm siêu âm 3D để mà đánh giá cái vận động của thành tim thì nó giúp cho chúng ta đánh giá được các cái kích thước của thất trái, đánh giá được cái thể tích của thất trái, đánh giá được cái viên của thất trái trong và đánh giá được cái chức năng của thất trái khá là tốt. Các cái ứng dụng khác nữa là đối với bệnh cơ tim phì đại, chúng ta đã nói ở phía trên, khi mà tiêm cái bọt cản âm vào một cái nhánh động mạch vành mà chúng ta định đốt để làm giảm cái dày lên của cơ tim trong cái bệnh cơ tim phì đại, thì cái siêu âm cản âm giúp cho chúng ta xác định được cái động mạch vành mà chúng ta cần đốt, định hướng của trong cái điều trị, ví dụ như là ly giải huyết khối, gen trị liệu và điều trị ung thư. Chúng ta
có các cái trung tâm họ nghiên cứu, họ dùng các cái bọt cản đâm đó để gắn các cái chất điều trị vào trong cái và để đưa đến các cái cấu trúc. Đây là cái hình ảnh của một trường hợp mà đốt vách liền thất bằng cồn, và chúng ta tiêm bọt cản đâm vào, chúng ta thấy rằng là cái vùng cái vách liền thất này nó sáng lên, và bác sĩ siêu âm phối hợp với bác sĩ can thiệp nói rằng là chúng ta đang ở đúng vị trí và tiêm cái cồn vào cái động mạch mà chúng ta vừa mới tiêm bọt cản đâm. Các phương pháp khác nữa thì là nó là những biện pháp mà giúp cho chúng ta để đánh giá, nhưng mà siêu âm cản đâm nó có một cái ưu thế là một biện pháp không xâm, luôn luôn sẵn có và thực hiện ở bên giường của người bệnh. Tóm lại, siêu âm giúp cho chúng ta đánh giá các cấu trúc tim, xác định các sân ở trong tim. Tôi xin lỗi ở đây là các cái chữ mà nó bị đổi cái phông màu. Hiện tại thì chúng ta có thể làm được các cái biện pháp tốt hơn nữa, bơm cản âm vào động mạch vành, bộc lộ các viền nội mạc, tăng cường tín hiệu của Doppler, và tương lai là giúp cho chúng ta đánh giá cái tưới máu cơ tim phối hợp với lại siêu âm tim stress, đánh giá cái cơ tim sống còn, và tương lai xa là hướng dẫn điều trị bằng gen, đưa các cái thuốc vào các cái vùng đó và giúp cho ly giải các cái huyết khối. Đối với lại siêu âm cản âm, đặc biệt là rất là quan trọng đối với trẻ em, đánh giá sân, đánh giá các cái bệnh tim phức tạp sau phẫu thuật, đánh giá bệnh mạch vành, ví dụ như Kawasaki ở những bệnh nhân ghép tim, thế rồi làm giúp trong quá trình làm siêu âm tim stress. Tất nhiên nó cũng có những khó khăn ở trẻ, như là đường vào tĩnh mạch, hiện nay cái giá thành nó còn khá là cao. Vâng ạ, cái chuyên đề siêu âm tim cản âm chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn như vậy để có những cái khái niệm nhất định cho cái quá trình thực hành của chúng ta, và cho khi mà chúng ta làm, chúng ta có thể có những cái giúp cho việc chỉ định siêu âm được tốt hơn, và giúp cho các bác sĩ làm siêu âm có một cái định hướng trong quá trình làm và đóng góp cho cái điều trị. Vâng, xin mời các bạn có câu hỏi. Không có câu hỏi gì. Rồi ạ. Còn một chủ đề nữa là hở van động mạch chủ, nhưng mà chắc là tôi sẽ để lại cho các bạn tự nghiên cứu. Vì cái chuyên đề này nó cũng không quá là phức tạp, và 10 phút nữa tôi phải có một cái cuộc hội chẩn. Và xin mời các bạn, hai cái chuyên đề vừa rồi có câu hỏi gì khác nữa không? Rồi, nếu không có, xin mời các bạn nghỉ.